Xin chào các bạn đã quay lại video mới của mình nha. Video ngày hôm nay thì mình sẽ thay nhớt cho con CB650R. Và mình sẽ quay lại cái quá trình thay nhớt xả ốc cũng như là thay lọc nhớt cho các bạn xem. Thì có rất là nhiều bạn mua xe về mà các bạn không biết cái vị trí ốc nó nằm ở đâu. Thì thông qua video clip này thì mình sẽ chỉ luôn cho các bạn luôn nha. Và cái xe này là thay cho nhớt 300V, hàng châu Âu, tem 3 lớp cũng như là lọc nhớt chính hãng Floor. Đây là lọc nhớt chính hãng các bạn. Và cửa hàng của mình đang bán cái lọc nhớt này á, là 340. Và nhớt của Motul 300V thì mình cũng công khai cho các bạn luôn là 430, tem 3 lớp nha các bạn. Bây giờ là mình sẽ thay cho anh này và mình có chăm luôn cho anh xe này luôn nha các bạn. Xe này là nếu mà thay luôn cả lọc là tầm khoảng 2.6 đúng không? 2.6 đúng không em? 2.6 đúng không? Bây giờ là mình sẽ thay quay lại cho các bạn xem nha. Đây đang xẻ nhớt. Và cái xe này là dùng con ốc 12 các bạn. Và phần phía dưới là phần xẻ này. Bây giờ là mình sẽ mở cái lọc luôn. Đó, mở cái lọc ra. Các bạn lưu ý nha, những chiếc này khi mà thay nhớt 300V là tầm khoảng 4.000 đến 4.500 các bạn thay lại đúng không? Thì cứ mỗi lần các bạn thay lại thì cố gắng thay một cây lọc mới luôn cho nó sạch nha. Cứ mỗi lần bạn thay nhớt lại mà sử dụng mất 300V thì các bạn thay luôn cây lọc mới. Đó, tem ba lốp hàng châu nha. Đó, các bạn thấy hay thì các bạn ghé cửa hàng mình, các bạn ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.